Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào vâng hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái mẫu sản phẩm được điêu khắc từ vỏ sò tai tượng hay còn gọi là vỏ chai tai tượng. Trên mình các bạn đang xem đây là chúng tôi toàn bộ điêu khắc thủ công bằng tay các cái tác phẩm như giỏ hoa, độc mã, 12 con giáp gà trống và song cá. Bên trên là thần tài, có của... nôm na chúng tôi gọi đó là ba ông cháu, thần tài di lặc Cơ sở đồ gỗ đồ đá hiện nay nhận điêu khắc các cái tác phẩm, các cái mẫu mã đa dạng trên chất liệu vỏ sò hóa thạch 1.000 năm. Thì vỏ sò này nguồn gốc nó ở dưới sâu dưới đáy đại dương và khi đã hóa thạch thì được các cái ngư dân vớt cái vỏ sò về cho chúng tôi cơ sở chúng tôi nhận điêu khắc thủ công bằng tay không can thiệp máy cnc và mỗi một vỏ thì chúng tôi lại có một cái tư vấn mẫu mã kích thước khác nhau nếu như vỏ bé thì chúng tôi sẽ đục tứ diện như giỏ hoa hay là thần tài đục gọt sạch hay là 12 con giáp Và các bạn đang xem đây là bức thần tài có kích thước là dài 40, cao 20. Và các cái chú tiểu thì đang câu cá, bắt cá. Thần tài Di Lặc. Trong các video trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu mã như Vinh Quy Bái Tổ hay là Bát Mã. Hay là tượng Phật Thích Ca Môn Ni nằm dưới gốc cây tùng. Hay là Di Lặc kéo bao tiền. Trong video clip này chúng tôi giới thiệu đó là 6 tác phẩm, hai giỏ hoa một chú gà trống, đôi cá và độc mã thần tài. Trong video trước tôi đã giới thiệu hai bức giỏ hoa chi tiết rồi, quý vị có thể vào trang chủ YouTube trên kênh Đồ Gỗ Yên Lành để xem thêm. Khi quý khách có vỏ, quý khách liên hệ trực tiếp về số hotline 0986 chín thì chúng tôi sẽ tư vấn điều khắc miễn phí cho quý vị. Chúng tôi không làm đế, thường thì chúng tôi chỉ điêu khắc thủ công bằng tay cho quý vị. Quý vị chỉ cần có vỏ, quý vị hãy chuyển về địa chỉ tại cơ sở đại làng nghề La Xuyên ở Ý Yên Nam Định thì chúng tôi sẽ điều khắc. Chúng tôi một năm sản xuất ra rất nhiều mẫu mã đa dạng. Quý khách có thể xem kỹ các cái clip của chúng tôi. Chúng tôi đem đến cho quý khách tất cả các cái sản phẩm mẫu mã đẹp nhất tinh xảo nhất được điêu khắc từ vỏ sò hóa thạch. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.